U20 Việt Nam gặp Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, hãy quên chiến thắng trước U20 Úc. Trả lời báo chí, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng U20 Việt Nam phải quên chiến thắng trước U20 Úc để có sự tập trung cao nhất cho trận đấu với U20 Qatar vào tối nay. Phóng viên, một số cầu thủ của U20 Việt Nam rời sân sớm trong trận đấu với U20 Úc. Liệu họ có vấn đề sức khỏe nào ảnh hưởng đến trận đấu gặp U20 Qatar sắp tới? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, lực lượng chúng ta vẫn ổn định, sẵn sàng về mọi mặt. Không có trường hợp nào đáng ngại sau trận đấu với U20 Úc. Tất cả đều sẵn sàng cho trận gặp U20 Qatar. Có vẻ như U20 Qatar không phải là đội bóng xuất sắc sau màn trình diễn trước U20 Iran. Ông có nghĩ rằng U20 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng? Bóng đá không phải là số học. U20 Qatar vừa thua Iran nhưng rõ ràng Iran rất mạnh. Trong bóng đá mỗi trận đấu một khác, mỗi đối thủ mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác. Chúng ta không thể đánh giá theo số học được. Hơn nữa, bóng đá chúng ta dưới Qatar một chút chứ không phải ngang tầm để nghĩ đến việc dễ dàng. Liệu U20 Việt Nam có sự thay đổi nào khi gặp U20 Qatar so với trận chạm trán U20 Úc? Chúng ta phải hết sức tôn trọng U20 Qatar. Về mặt đấu pháp, tôi không nói trước được. Có những cái cần phải giữ và chỉ đến khi thi đấu mới biết chúng ta chơi ra sao. Có điều, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về băng hình, xem trực tiếp họ thi đấu. U20 Qatar có những ưu điểm cũng như nhược điểm. Vấn đề quan trọng là chúng ta có lực lượng tốt hay không, chúng ta có sẵn sàng hay không, chúng ta có quyết tâm đồng lòng hay không để làm tốt nhất có thể. Chiến thắng trước U20 Úc liệu có phải đã mở rộng cánh cửa đi tiếp cho U20 Việt Nam? Ta đặt ra bài toán nếu như U20 Việt Nam và U20 Iran thua trận thì cả bốn đội như phải làm lại từ đầu. Ngay cả khi chúng ta có một điểm trước U20 Qatar cũng chưa nói lên được điều gì. Thế nên, ba điểm trước U20 Úc chưa là gì cả. Tôi nói cầu thủ phải quên tất cả đi để tập trung vào cuộc đối đầu với U20 Qatar. Ông có thể kể tên một vài cầu thủ mà ông sẽ đặt niềm tin trong trận đấu với U20 Qatar. Tôi đặt niềm tin vào cả 23 người của U20 Việt Nam. Tôi nói với các cầu thủ rằng tất cả các bạn có mặt ở đây đều xứng đáng. Vấn đề ra sân hay không thuộc về đấu pháp. Những người vào sân đều hướng đến một mục đích cuối cùng là giành kết quả tốt nhất. Kể cả những bạn dự bị và không thi đấu thì họ cũng có thể được sử dụng vào một thời điểm nào đó trong giải đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.